Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2005, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 215. Như đại chúng đã biết là cái bữa vừa rồi đó thì sư Tử Ống Bồ Tát đặt lại cái vấn đề gọi là quyết định thuyết, nhắc lại vấn đề quyết định thuyết của kinh Đại Bát Niết Bàn. Quyết định thuyết tức là cái lời nói quyết định rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ bất biến như như. Thế thì bữa hổm chúng ta đang nghiên cứu tới cái đoạn là nếu Phật tánh là có thật, như lời của sư Tử Ống mà hỏi Đức Phật rằng là thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì mà gọi là Phật tánh. Cái này thì chúng ta nghe nhiều lắm đó, từ trước tới nay mấy chục năm nay chúng ta nghe cái từ Phật tánh nhiều lắm đó. Nhưng mà nếu nghe mà chưa có tư duy, mà chưa có thiền định thì cái nghe nó khác. Nhưng mà nếu mà có tư duy, có thiền định thì cái nghe của chúng ta nó sẽ bắt đầu chúng ta thấy khác. Thành ra chúng ta để ý do nghĩa gì mà gọi là Phật tánh. Và câu này mới quan trọng dữ nữa nè. Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Câu đó hết sức là khó trả lời. Mà khó trả lời không có nghĩa là trả lời không được. Mà muốn trả lời được, muốn hiểu câu trả lời như thế nào và trả lời được, thì cái này là phải ứng dụng trong cái đời sống của mình, phải có tư duy, phải có thiền định thì mình mới thấy được. Nếu có Phật tánh thì tại sao chúng ta không thấy Phật tánh của tất cả chúng sanh? Nếu ở đây 300-400 người mà có Phật tánh thì tại sao người này không thấy Phật tánh của người kia, người kia không thấy Phật tánh của người này? Và nếu như cái Phật tánh đó nó không có ở trong con người nào đó, vậy thì nó ở đâu? Nó ở ngoài không trung ư? Mà nếu nó ngoài không trung thì hiện giờ 8 tỷ người trên cõi đời này thì nó có 8 tỷ cái Phật tánh. Và của mỗi người thì màu sắc nó có khác nhau hay không? Nếu mỗi Phật tánh của mỗi người mà nó có cái màu sắc khác nhau thì là trong cái không trung này không biết
bao nhiêu cái màu sắc lộn xộn nha. Đấy, thành ra cái vấn đề là có Phật tánh hay không có Phật tánh đó là ta phải thiền định, ta phải giải đáp được cái vấn đề. Có hay không có? Phật nó có, vậy thì có nó ở đâu? Nó ở trong con người hay nó ở ngoài con người? Và nó màu gì, sắc gì? Nếu có màu sắc tại sao nhân loại không thấy Phật tánh của nhau? Tiếp theo là hai câu hỏi là thập trụ Bồ Tát thì dùng cái pháp gì mà thấy Phật tánh? Thập trụ Bồ Tát dùng những pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Phật thì trụ nên những pháp gì mà thấy Phật tánh rõ ràng? Thập trụ Bồ Tát sử dụng con mắt gì mà thấy Phật tánh chẳng rõ ràng? Còn Đức Thế Tôn dùng con mắt gì mà thấy Phật tánh rõ ràng? Thế thì trong này nó có dùng cái từ dùng con mắt, rồi trụ, nó hai cái từ. Trụ pháp gì mà thấy Phật tánh không rõ ràng? Trụ pháp gì mà Thế Tôn thấy Phật tánh rõ ràng? Con mắt gì thấy Phật tánh chẳng rõ ràng? Dùng con mắt gì mà thấy Phật tánh rõ ràng? Đó là những vấn đề mà muốn hiểu rõ. Tôi nhắc cái đại chúng rằng là ở đây bây giờ chúng ta biến cái giảng đường này thành ra cái chỗ hội trường mà mình gọi là cái chỗ hội trường, nghĩa là tu tập về, hướng dẫn về thiền, hướng dẫn về tu thiền đi. Coi như tất cả chúng ta là thiền sinh, và tôi là cái người gợi ý hướng dẫn về tu thiền. Giống như là ở bên làng Mai, bên làng Hồng là thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn người ta thiền sinh ở các nước trên thế giới tu thiền. Thì các nước trên thế giới người ta tụ tập về nước Pháp, người ta làm thiền sinh, ta học thiền, ta tu thiền. Thì mình ở Việt Nam mình cũng có quyền học thiền, tu thiền. Mình biến cái giảng đường của mình thành ra thiền đường. Chúng ta mọi người, mọi văn rồi tư, rồi tu. Tư tức là tư duy, tư duy tức là tu thiền. Thế thì thiền ở tại đây, là ở đây thì văn. Nhưng mà rồi khi mình về cái nhà của mình, ở nơi cái hoàn cảnh của mình, mình có cái thì giờ mình chia ra, thì giờ làm ăn, thì giờ tư duy tu tập. Thì cái thì giờ mà tư duy tu tập đó tức là tu thiền. Rồi tư duy tu tập đó, rồi mình sống theo cái nhận thức, cái hiểu biết về chân lý của mình, gọi đó là tu. Tu là tùy thuận chân lý, là sống theo chân lý cho nó phù hợp với chân lý, gọi đó là tu. Mà trong cái lúc mình tư duy thiền định, mình nhận thức được chân lý rồi, mình tùy thuận theo chân lý đó, là nó đồng nghĩa trong cái tư duy đó đã có tu rồi. Văn tư tu. Thế thì mọi người đều có thể tạo cho mình cái môi trường, cái hoàn cảnh, và mọi người đều tu được. Và tôi xin nhắc rằng là cái từ thiền định mà tôi nói ở đây không nhất thiết là các vị phải ngồi, gọi là ngồi kiểu hoa sen, ngồi kiết già, hoặc là ngồi cái kiểu gọi là bán già. Ngồi kiết già thì người ta gọi là ngồi theo cái tư thế của văn thù. Còn ngồi bán già thì ta gọi là ngồi cái tư thế của phổ hiền. Chứ kỳ thật ra nói một cách khác là ngồi kiết già cũng được, bán già cũng được. Thậm chí là ngồi cái ghế nào mà mình vừa ý, mà mình có tư duy
về một cái đối tượng nào đó để mà mình nhận thức cái chân lý thì đều được gọi là thiền hết. Tôi cho đó là ngồi thiền đều được hết, không nhất thiết là phải ngồi bán già, không nhất thiết phải ngồi kiết già, mà cũng không nhất thiết là phải trải nghiệm kiểu nào bồ đoàn mai cho kỹ lưỡng này kia, không cần. Ngồi sao miễn là mình ngồi được mà mình thích, mà có cái điều kiện, có cái thời giờ mà mình ứng dụng để mình nhớ lại một cái đề tài nào đó mình học, để rồi mình theo dõi cái đề tài đó và mình tư duy để nhận thức chân lý thì đều được gọi là tu thiền hết. Chứ không kể cả cái lúc mà lỡ mệt nhọc mà nằm cũng có thể gọi là tu thiền được. Cái điều tôi nói nó không có sai, nhưng mà có người không chịu được. Có người không chịu được là gì? Tại người ta quan niệm rằng tu là phải cực, phải khổ, phải lại lục, phải gian sinh, phải khấn, phải làm cho nó khổ cực thì chư Phật Bồ Tát mới cảm động, mới thương. Cái ý niệm đó, đó nó làm cho con người ta đi xa vào cái pháp và thực hành để mà mình được cái lợi lạc thì cái lợi lạc lớn cho mình thì người ta lại không chịu, mà người ta chịu cái làm cho cực khổ, lại lục gian sinh, ngồi kiểu này kiểu nọ cho thật khó để mà lấy công đối với Phật, đối với Bồ Tát. Thì do cái ý niệm mà chấp mắc sai lầm đó lâu đời quá đi, cho nên là cái tôi nói dễ vậy là có người không nghe, không chịu. Nhưng mà các vị thực hành thí nghiệm đi rồi các vị sẽ thấy. Tôi thì báo cáo với toàn thể đại chúng rằng tôi bây giờ tôi có thời gian thiền khá nhiều, mà cái thiền của tôi thì nó nhiều thứ lắm, ngồi kiểu nào cũng có, kể cả ngồi cái ghế dựa mà người ta gọi là cái ghế xích đu đó, nhưng mà mình ngồi thiền thì mình không có xích đu, nhưng mà dựa kiểu nào cũng được, dựa dốc cũng được và dựa lai ra cũng được. Tư duy cái chân lý là các vị sẽ thấy rõ và thấy khỏe. Tôi xin nhắc lại là phải có đối tượng tu thiền, phải có cái đối tượng để cho mình tư duy đó nha, chứ không phải ngồi không. Mà tôi nói thí dụ bây giờ đây là cái vấn đề này nè, chúng ta sắp học rồi, mà bây giờ tôi đặt cái vấn đề đối tượng mà tôi không cần nói ở đây, mà tôi lấy cái mà gọi là cái duy thức học mà các vị cũng nhiều người thích lắm đấy, để tôi hướng dẫn cho các vị đấy cái đối tượng đó nè. Duy thức học các vị không học cái gì thì các vị phải lấy cái đối tượng mà của duy thức học mà để cho mình tu đó. Ba cái tánh thôi mà bắt đầu học về cái duy thức học á thì mình phải đọc là do bị biến kế chủng vật thử, biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. Đây, vậy thì chúng ta tư duy quán chiếu cái tánh mà trong duy thức học gọi là cái tánh biến kế là cái tánh gì? Do bị biến kế. Thì bỉ thì tức là nhiều người, tất cả mọi người nhân loại trên thế giới họ biến kế, họ chấp mắc, họ tự đặt ra biến kế chủng vật, họ tự đặt ra. Ví dụ như cái hoa này họ gọi là hoa sen, hoa kia là gọi là hoa cúc, hoa nọ gọi là hoa hồng, cây nọ gọi là cây sồi, cây nọ gọi là cây đa, cây nọ gọi là cây xanh, cây nọ gọi là cây trắc, cây nọ gọi là cây sạc cừ, cây nọ gọi là cây giáng hương, vân vân. Rồi tên ở trong này là 500 người đều có 500 cái tên. Mà ai động tới cái tên mà nói cái tên đó là người không tốt là mình nổi giận. Ai nói cái tên trúng cái tên của mình mà gọi là cái tên đó là cái tên người tốt là mình thích. Thế thì cái đó là duy thức thật, tôi gọi là do bị biến kế. Biến kế chủng giận. Do biến kế, do chấp mắc, do tự đặt, tự mình gán ghép cho nó cái tên. Rồi do
Latin của người Việt Nam nói tốt là tốt, chứ còn cái chữ tốt của Mỹ gọi là good, very good là tốt. Chứ còn mình nói tốt không có giá trị gì. Thành ra là cái chữ tốt, chữ xấu, chữ thiện hay chữ ác đều là do Mỹ bị biến. Biết cái vui mừng buồn giận thiên ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu đều là gọi là bị biến kế. Tất cả mọi người biến kế, biến kế chủng chủng vật. Mình đặt cho mỗi người mỗi tên, mỗi vật một cái tên gì đó. Nhưng mà thử biến kế sở chấp tất cả những cái tên, cái danh ngôn, cái từ ngữ đều là không có thật, không phải là sự thật. Tự tánh vô sở hữu. Do vậy cho nên là mình để ý cái đó. Hàng ngày mình bị cái ngôn ngữ, cái biến kế của ngôn ngữ tác động, nó hoành hành cuộc sống của chúng ta ghê gớm lắm. Mà chúng ta hôm nay không biết gì. Chỉ vì cái tính biến kế chấp mà chúng ta bị khổ vô cùng. Ai khen chúng ta một câu, dầu là khen sai, không có sự thật, chúng ta cảm thấy thích thú, thương người đó, yêu người đó. Rồi ai nói chúng ta không tốt, ta xấu, mà thật sự chúng ta không xấu, mà người ta nói mình xấu, rồi mình cũng giận người đó, mình ghét. Cái đó là thuộc về cái tính biến kế, chấp mắc sai lầm. Thế là mình là phải dựa vào cái từ biến kế đó, quán mà tư duy mà quán chiếu. Để thấy tôi nói thí dụ nè. Ê, hồi nãy có cô Phật tử đi chơi bên Mỹ mới về, cô quý cô thương tôi, cô nói rằng là có một số Phật tử cũng nghe văn tôi cũng vui vẻ, cũng ham, cũng mộ, cũng kính quý có. Nhưng mà còn một số Phật tử, cô kể ra cũng nhiều người, nhiều chùa cũng không thích, không thích cái kiểu giảng của tôi. Là tại vì người ta nói rằng là tôi á là thân cộng. Thành ra cô khuyên tôi, thầy giảng thì đừng nói thân cộng. Tôi nói cô yên tâm, tôi không có thân cái gì hết trơn á. Thân cộng cũng không thân, mà thân quốc vô thái tử đại thần tể tướng tam công tôi cũng không thân. Thân tư bản, thân tổng thống tôi cũng thân, thân vua tôi cũng thân. Cho nên là tùy theo cái nghe, cái nhận thức của người ta. Phật tử cô có lòng cô nói vậy là tôi cảm ơn, nhưng mà thật sự tôi cũng có gì để sửa. Bởi vì tôi không có thân ai hết. Những cái điều mà tôi nói đó là để tôi chứng minh rằng cái lời nói đó ở trong cái hoàn cảnh đó, môi trường đó, vận dụng ngôn từ đó mà tôi nói. Ví dụ như tôi có nói rằng là ông Lenin có khuyên mọi người rằng học, học nữa và học mãi. Cái câu đó tôi có thể nói với tất cả chúng ta, mọi người chúng ta. Người xưa họ nói nhiều cách, họ nói rằng càng học chúng ta thấy, càng học càng thấy mình dốt. Thế là người xưa, tôi không biết là ai. Ông Lenin nói rằng học, học nữa và học, học mãi. Thế thì là cũng một lời nói để nhắc nhở mình một cách khác, rằng là mình càng học mình thấy mình dốt, không bao giờ mình thỏa mãn được cái thỏa mãn cho trọn vẹn cái hiểu biết của mình đâu. Thế thì nói rằng tôi thân cộng ư, tôi thân ông các bác ư, không phải. Rồi nói tôi không thân, cũng không phải. Do vậy cho nên là cái đó do bị biến, biến kế này. Cái lời nói đó, cái câu đó ai nói cũng có giá trị hết, vì nó là một sự thật. Cho nên là đối với tôi thì người ta thương cũng tốt, người ta không thương cũng tốt. Người ta nói tôi tốt cũng tốt, mà người ta nói tôi không tốt cũng không sao. Chỗ đó là cái chỗ khó lắm đó các Phật tử ơi. Cho nên có khi người ta
người ta nói nhiều nhiều lỗ tai mình nghe mệt quá đó. Cái lúc đó tôi nổi mụn đề gai lên, tôi nói xin lỗi nha, đừng có nói nhiều nữa, không phải con chó nào hãy sủa là có ăn trộm đâu à. Nói chừng tôi nổi mụn đề gai tôi nói vậy, đừng có sợ, có con chó nó sủa có ăn trộm, mà có những con chó nó sủa chủ nó cũng sủa. Thế thì đâu phải con chó nào hay là chó sủa là có ăn trộm. Một đề gai nổi lên tôi nói vậy. Có nghĩa là không phải ai nói mình xấu là mình xấu, không phải ai nói mình tốt là mình tốt. Do vậy cho nên tôi nói các Phật tử chúng ta học để đừng có sợ cái biến kết lắm, mà phải có lập trường. Không phải chó nào sủa cũng có ăn trộm. Chưa kể là Trung Quốc nó có cái thành ngữ gọi là chó của đạo chích mà sủa vô nghiêu. Đạo chích là cái tai ăn trộm, mà nuôi con chó là con chó của người ăn trộm, mà sủa vô nghiêu là một đấng thánh quân, mọi người đều kính đều quý tôn trọng như cha mẹ ấy. Thế mà chó của đạo chích sủa vô nghiêu, vậy là nó sủa trúng lắm ư? Không hề trúng. Do vậy mà không phải ai nói gì mình cũng sợ, mà không phải ai khen cái gì mình cũng mừng. Có những cái người ta khen hoàn toàn sai, mà nếu mình mừng là mình thua rồi, mình chấp theo cái lời khen đó. Nên mình đệ tử học Phật mình để ý cái đó. Như Lai Thế Tôn ta hồi xưa cũng vậy thôi. Khen Như Lai, Như Lai không hề có một ý niệm mật, mà chê mắng Như Lai, phao vu Như Lai nhiều cách, nhiều lần, nhiều kiểu. Như Lai không hề có buồn. Kể cả cái việc mà ta đem thay của một người phụ nữ, ta chôn trong cái vườn tượng của chỗ các của Như Lai ở và các thầy tỳ kheo ở, ta phao vu là các đệ tử Phật, đệ tử ông Cù Đàm đã làm việc xấu ác đó, rồi hãm hại phụ nữ, để giết người chôn ở trong cái đất. Mà Phật nói rằng bữa nay các thầy tỳ kheo đi khất thực, đừng bao giờ nói tới cái đó. Để như vậy rồi tự nó sẽ hiển lộ ra ánh sáng. Còn cái đó người ta hỏi các ông sao tu hành mà làm như vậy, rồi các ông đừng có nói tôi không có người này người kia gì đó, dứt khoát là không nói. Chỉ đi khất thực là đi khất thực. Những cái đó hay lắm đó. Thành ra cái chuyện mà thương ghét, vui mừng, buồn giận, phải quấy hơn thua. Đó, mà thiệt, thị phi vô thiệt tướng, tất cánh tổng thành không. Cái thị, cái phi, cái tốt, cái xấu, nó không có cái tướng chân thật. Vì vậy cho nên nếu mà mình đủ sức mà nhẫn nhục á, mình cứ để cho nó tự nó qua, ở nó trôi qua. Thành ra do bị biến kế tư duy vật là duy thức học, học cái tính thứ nhất là tính biến kế, lấy nó làm đối tượng. Cái thứ hai là ý tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh. Ta phải lấy cái đối tượng, cái tính thứ hai đó là cái tính ý tha khởi, lấy cái đó làm cái đối tượng để thiền định tu tập đấy. Học duy thức là lấy ba cái tính đó. Y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh. Cái gọi là cái tánh y tha khởi đó thì thật không hề có tánh gì. Tôi nói như vậy đây là đến nữa rồi chúng ta học cái này là học cái Phật tánh này, đừng có hy vọng tìm cái Phật tánh là cái gì, tìm có đâu. Cái tự tánh biến kế là do chấp mắc sai lầm mà vọng tưởng, mà phía nó ra, mà đặt nó ra. Còn cái ý tha khởi tự tánh là do phân biệt, do duyên. Ví dụ như cái hoa cúc, cái hoa cúc là một cái tính chất ý tha khởi. Cái hoa sen này cũng là một cái tính ý tha khởi.
Y sanh khởi có nghĩa là y tha duyên nhi sanh khởi. Nhìn qua tới cái đồ bằng sứ này, cái này gọi là cái ấm chè, cũng là y tha duyên nhi sanh khởi, nương vào các duyên. Các duyên đây không biết là bao nhiêu cái mà nói, mà nó sanh khởi. Nhìn qua cái khăn này cũng là y tha khởi, tự tánh y tha khởi này cũng nương đến các duyên. Đố ai tìm ra bao nhiêu duyên mà để có cái khăn này, không bao giờ ai nói trúng. Y tha duyên vậy thôi chứ còn không có biết bao nhiêu cái. Mà nếu mà tìm ra cái khăn này mà nói là thì trong này là có mặt trời ở trong này nè, có mặt trăng ở trong này nè, có mùa sương ở trong này nè, rồi có đất ở trong này nè, rồi có gió ở trong này nè, rồi có bụi mù nè, rồi có con người trong này, có cái ốc của con người trong này, có cái đầu ốc của con người trong này, chứ không có cái đầu ốc của con người là không bao giờ có ra cái sự chỉ để mà làm ra khăn này. Thành ra là y tha duyên nhi sinh khởi là trung trùng vô tận. Cho nên cái tánh y tha khởi đó không có tánh gì hết, đừng tưởng nó có tánh. Vạn vật đều y tha duyên nhi sanh khởi, đó là cái tánh thứ hai đây. Phải thấy cho được cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi của vạn pháp. Núi lớn như núi Hy Mã Lạp Sơn cũng y tha duyên nhi sanh khởi, chứ không có tự nó có là nó đâu. Biển lớn như là bốn biển: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, gọi là bốn biển, cũng y tha duyên nhi sanh khởi, chứ không có tự biển là biển được. Biển là tại vì có núi, tại vì có đất liền, chứ không có đất liền và không có núi, không có cái vật chất cứng rắn thì không có biển. Do vậy cho nên nó mênh mông vậy đó, chứ cũng là y tha duyên nhi sanh khởi. Thế thì là hai cái tánh rồi. Tư duy quán chiếu ta thấy rằng cái hai cái tánh không còn. Kiến kế là do chấp mắc sai lầm, y tha khởi là do trung trùng vô tận. Điều kiện, lý do, sự vật tương tác tương thành mà có. Cái thứ ba gọi là cái tánh viên thành thật, là cái tánh tròn đầy viên mãn bằng lòng nhất của mọi người. Ai cũng tìm cái đó đó, ai cũng tìm cái bằng lòng nhất, cái trong sáng nhất, cái giải thoát nhất, cái giác ngộ nhất. Đó là tánh viên thành. Vậy thì tánh viên thành là cái gì? Không có là cái gì hết. Viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền. Cái tánh viên thành mà gọi là có cái tánh viên thành đó, đừng có tìm ở đâu hết đó. Do xa lìa cái tánh biến kế sai lầm kia, do xa lìa cái tánh y tha khởi, đừng chấp mắc cái tánh y tha khởi, thì tự nhiên là anh thấy được cái bản thể chân như của vạn pháp. Thử chư pháp thân nghĩa diệt tất thị chân như, thường như kỳ tánh cố, tức duy thức thật tánh. Hiểu được như vậy, tu tập được như vậy, quán chiếu được như vậy, thiền định được như vậy, đó là nhận thức được cái thân nghĩa của các pháp. Và nhận được cái thân nghĩa của các pháp cũng tức là nhận thức được cái bản thể chân như của vạn pháp. Vì cái tánh đó là cái tánh thường như của vạn pháp. Chứ cái tánh viên thành mà tìm nó không có ở đâu hết. Đây, đó, thành ra là muốn tu duy thức cũng phải, muốn thiền định dựa trên duy thức thì cũng phải có lấy cái đối tượng nào để mình tư duy. Do vậy cho nên là duy thức học tất y thử tam tánh mà lọc bỉ tam vô tánh. Dựa trên ba cái tánh đó mà Đức Phật dạy rằng ba tánh là không có. Sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền sở chấp ngã phạm tánh. Cái gì giống như ai phát thanh cái gì hết.
xin lỗi coi giống như ai phát thanh cái gì ngoài đó xin hả? Giống như cái tiếng của tôi giảng. Vạn pháp vô tánh, sở tức tướng vô tánh, tức là vạn pháp vô tánh, biến cái chấp vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, là cái tánh mà mình gọi là y tha duyên như sanh khởi đó. Nó không phải tự nhiên đâu, nó là y tha duyên, do trùng trùng duyên mà nó tương quan, nó tác động mà nó thành, chứ nó không có cái tánh tự nhiên. Còn cái tánh gọi là tánh viên thành, hậu do viễn ly tiền. Cái tánh viên thành là cái tánh sao chót, là do xa lìa tánh biến kế và tánh y tha mà nó gọi là tánh viên thành. Hiểu được như vậy, đó là thắng nghĩa của các pháp, đó là chân tánh chân như của dạng pháp. Tánh đó là tánh thường như của nó như vậy. Thế thì dựa vào cái đối tượng của duy thức học, ba tánh và ba vô tánh, các vị học để cái đó đó, chứ không là các vị đừng có tưởng đâu là đọc bao nhiêu trăm bộ duy thức rồi các vị biết được cái gì khác, có đâu, bao nhiêu đó thôi. Cái đó là cái nồng cốt của duy thức học của Thiên Thân Bồ Tát tạo ra đó. Rồi người ta giảng bao nhiêu thì viết bao nhiêu trăm trang kệ, người ta nắm bao nhiêu đó là xong rồi đó. Thế thì tóm lại cái vấn đề là chúng ta tu thiền là chúng ta phải có đối tượng đó. Rồi học về các cái thứ gọi là tứ đế thì tôi đã nhắc nhiều lần rồi đó. 37 phần, 37 cái phần trợ đạo đó là 37 cái đề mục để tu thiền này. Mà tôi xin nhắc lại, tu thiền còn không có nghĩa là bắt buộc các vị ngồi bằng kiểu bán già kiếm già gì cả. Mà các vị ngồi thế nào mà các vị bằng lòng thoải mái để tư duy là tu thiền rồi đó. 37 phần trợ đạo đó là các vị tu cái nhân của giải thoát, thì lấy 37 phần trợ đạo mà quán chiếu mà tư duy, đó là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề thần, bát chánh đạo. Ngược lại các vị muốn tư duy quán chiếu về cái nhân của khổ phải không, thì các vị lấy phiền não vô minh mà tư duy mà quán chiếu. Các vị lấy tập đế mà quán chiếu mà tư duy. À, tập đế này là cái gì? Tại sao có nó? Và nó để nó làm ra cái gì? Nó thành ra cái gì? Thế thì các vị lấy tham, cái đầu đề tham, mà quán chiếu về tham. Tham thì nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham ngũ dục lạc. Mà cái chữ tham này là một ở trong tam độc, tham sân si. Vậy thì tham này nó sẽ đẻ ra, nó sinh ra cái gì? Thế thì cái tham này nó là nguyên nhân, nó là cha mẹ, nó là cái mà để sinh ra các cái thứ quả khổ kia đấy. Cho nên tham đạo đế để mà tìm lấy niết bàn, tham tập đế để mà nhận thức cái nguyên nhân để sinh ra cái khổ đế. Thế là cũng phải tu thiền thôi. Không có tham là không có ở tù, không có tham là không có đi cướp giật, không có công an bắt tra khảo. Do tham cho nên mới là lương lẹo, mới là hối lộ, mới là lương lẹo, mới là cướp giật, thì bị bắt thì tù tội, thậm chí tử hình. Thế thì cái đó là do cái gì? Là do tham này. Tham gì cả ngàn tỷ không đã, cả ngàn ngàn tỷ. Chứ ta có chừng chục tỷ bỏ vô trong ngân hàng, lấy mỗi tỷ tháng giờ cũng được 6-7 triệu.
Mà 3 tỷ thì mình lấy 3 triệu 3 mấy 21 thì mình có là 21 triệu mình xài rồi. 3 tỷ là đã có là 21 triệu đó. Hoặc là 36 có 18 triệu thì cái gia đình mình xài nhiêu đó được rồi thì thôi chứ. Ở đây mình kiếm sao mà kiếm cả ngàn tỷ, ngàn ngàn tỷ là sao? Do vậy mà tù mà tội ở tù rồi bị tịch tịch thâu tài sản rồi rồi chết chóc rồi mất chức rồi mất ngôi. Thế thì thế là cái tự tham này nó phát sinh ra cái quả khổ là tù tội mất chức mất ngôi thân bại danh liệt. Thế thì ta lấy cái tập đế ta tư duy để ta truy ra cái quả khổ đế, rồi ngược lại ta quán vào cái khổ đế, ta lấy khổ đế. Tại sao bây giờ mình ở tù? Tại sao bây giờ xa cha xa mẹ xa vợ xa con? Tại sao thân bại danh liệt? À quán ngược trở lại, à té ra là do mình tham. Trời bác ơi, ông tự thân nói cỡ 3 tỷ là ngon quá trời rồi, 8 có 18 triệu là xài đã rồi, mà mình đây mình kiếm cả 100 tỷ rồi mà mình chưa thỏa mãn. Thế là ông nói mình ở tù ngày nay là do mình tham, đúng không? Đúng quá là chứ gì nữa. Cho nên ta dựa vào quả mà người ta tư duy quán chiếu, ta thiền định, ta truy tầm ra cái nhân. Hoặc ta dựa vào cái nhân mà ta truy tầm ra cái quả khổ. Hoặc ta dựa vào cái niết bàn thanh tịnh, ta truy tầm ra cái nguyên nhân tu hành cái gì. Hoặc là ta tu hành cái nhân gì để nó ra cái quả niết bàn. Người ta tư duy quán chiếu đều là có đối tượng hết. Tu thiền là phải vậy đó, chứ mà tu thiền mà dạy ngồi gật gù gật gưỡng rồi đã đời rồi linh lại đó không phải rồi nha. Tôi nói hoài ai có ghét bao nhiêu cũng được, anh giết chết cũng bỏ, cũng nói vậy à. Vậy tu thiền mà gật gù gật gưỡng đã về linh lại rồi hồi hướng đó là tu dởm đấy. Tu dởm, tu gạt, tu dối, hoặc là không có học hành chứ không có lại lục gì hết à. Thiền là vậy đó, thiền là vừa vào quả đã tư duy quán chiếu đã tìm nhân, hoặc là tư duy quán chiếu trên nhân để thấy được biết được cái quả, để mà nhận thức được cái chân lý của sự vật rồi tùy thuận theo cái chân lý đó mà sống, thì tự nó có an lành, tự nó có hạnh phúc, tự nó có giải thoát. Cho nên bây giờ là từ đây tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta biến cái lớp học của ta thành là cái lớp học thiền. Mỗi người phải tập tu thiền và dứt khoát. Ngày nào ông Tự Thông này còn sống, không bao giờ chủ trương là khuyên bảo các người đi lại lục gian xin cầu nguyện đâu. Cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Chứ đừng có nói mà gian xin lại lục cầu nguyện để cúng cho tôi, không bao giờ tôi thèm nhận cái đó. Có học kinh, tư duy quán chiếu, thực hành có an lạc, có giải thoát. Các vị ủng hộ cúng dường cảm ơn. Rồi mà đem tiền mà cầu nguyện, nhờ tôi cầu nguyện giáng sinh để các vị được an lạc hạnh phúc, không bao giờ tôi chấp nhận. Đâu mà không có làm cái đó, cái đó là gạt đấy. Cho nên là tôi có những cái mà phải nói rằng là nó ưu tư chứ. Mà nói cho nó đụng vô cùng đụng. Mà nếu tôi không nói thì người ta cứ lầm hoài. Nhưng mà thiệt ra tôi nói thì người ta cũng cứ lầm thôi. Cho nên hễ muôn đời hễ có ban đêm, thời gian nào có ban đêm thì thời gian đó phải có ban ngày. Khi nào còn có một con người thì cái này gọi là bàn tay úp, thì có bàn tay ngửa, bàn tay ngửa thì có bàn tay úp. Cho nên là Tự Thông này là con ngu si mà giận hờn bực tức đi nữa thì tại chú mày ngu chú mày chịu. Chứ còn cái mà ông muốn cho nó người ta nhất trí với cái gọi là chân lý nào đó của ông á, lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên tôi nói là thiền định mình phải thiền định đủ mặt hết á, chứ mà không mà mình buồn mình ưu tư mình buồn mình chết uổng kiếp à.
Chứ riêng tôi là tôi làm tu sĩ Phật giáo Việt Nam này, có những cái tôi còn, nếu nói là đau lắm đó chứ. Nhưng mà phải nhớ Phật Thích Ca. Hồi xưa Phật Thích Ca thấy rõ chân lý lắm. Nhưng mà rồi làm cái bằng tận nhân lực rồi thôi, tri thiên mạng nói theo kiểu Khổng Tử. Khổng Tử thì sau này, nhưng mà đều Phật Thích Ca thì không nói câu đó, nhưng mà cũng làm vậy thôi, làm hết bổn phận của mình, giác ngộ cho chúng sanh vậy. Mà chúng sanh thì không ngộ thì Ngài làm hết cái cuộc đời Ngài thôi. Có người hỏi vậy là Phật Thích Ca công tu hành vậy là nói chừng ông chết rồi đó. Rồi giờ ông đâu ha? Ông chẳng được cái gì hết trơn. À, có người nghĩ rằng Phật Thích Ca giờ chắc là ông lên đâu trên trên cao á, trên cái thế giới nào cao á, ông ở trên ông hưởng cái niết bàn, ông mình ông trảnh xuống lòng. Có người hiểu, có thể ta hiểu vậy. Bởi vì giác ngộ 49 năm thì đi dạy người ta, đi dạy người ta rồi tới chừng 80 tuổi chết thì gọi là niết bàn á, coi như là công việc rồi, hữu trí rồi, hết dạy rồi thôi thì về quê nhà ở. Về quê nhà đây tức là cái cõi của chư Phật mười phương, thì về đó là ở cái rồi toàn là Phật không vậy đó, Phật không vậy đó. Rồi mỗi bữa thì ăn sáng thì nấu nước trà rồi rủ nhau lại uống nước trà để nói chuyện giải thoát giác ngộ. Hồi đó ông tu sao, tôi tu sao, tụi mình rồi đó làm những hạnh gì, giờ mình được thành Như Lai Thế Tôn vô thượng vậy. Thật sự cái tưởng tượng đó hoàn toàn không có, hoàn toàn không có cái thế giới mà toàn là Phật không. Đừng bao giờ ai mơ tưởng cái thế giới mà hoàn toàn là chư Phật làm xong nhiệm vụ rồi về cái nước Phật không để mà ở mà hưởng, không có. Tại sao vậy? Tại vì cái nước mà Phật không á, thì không có ông nào là Phật. Cái nước mà Phật không thì không có ông nào là Phật. Cũng như mình gọi là người Tây, Tây là mình chỉ cho cái người mà mắt đục, lỗ mũi cao, mình gọi là người Tây. Mà cái nước mà người Tây không á thì không gọi là Tây. Họ là người Tây là tại vì mình ở phương Đông thì mình gọi họ là người Tây. Chứ họ là người Tây thì họ đâu có nói họ là Tây đâu. Đấy, mình gọi họ là người Tây chứ họ không nói họ là người Tây. Nên cái thế giới mà hoàn toàn là Phật không á thì không có ông nào là Phật hết. Bởi vì Phật là giác, mà giác là phải đối với có những cái thành phần nào đó không giác là mê, mà mê là phàm phu là chúng sanh. Thì nó phải có cái thành phần chúng sanh, thành phần mê thì mới gọi là có cái ông giác chứ. Chứ nếu mà giác không thì đâu có giác cái gì. À, cái chỗ đơn giản như thế mà tôi xin lỗi nha, các vị không bao giờ các vị nghĩ tới đâu. Các vị tưởng đâu là chư Phật rồi, là thành Phật rồi, là dạy chúng sanh mấy mươi năm vậy, là chẳng hạn như Phật Thích Ca vậy ha, rồi cái rồi xong việc rồi cái về ở thế giới toàn là Phật không. Không bao giờ có một bất cứ cái ông Phật nào mà các vị đọc ở trong kinh đấy là đều có một cái thế giới của các ông, của ông đó. Và cái thế giới của ông đó là cũng có hàng thanh văn, hàng thiên giác để làm đệ tử của các ông đó. Thế các ông đó dạy chứ, gọi là thầy thì mới có trò chứ. Cái thầy mà không có trò thì thầy với ai để làm gì? Thật là giác thì phải có dạy những chúng sanh chưa, chưa giác là mê. Mà mê mà đặc sệt mê thì gọi là phàm phu. Mà mê nửa vời thì gọi đó là thánh văn duyên. Nhưng giác cũng phải có học trò thôi thì mới gọi là thầy được.
Cũng phải có chúng sanh còn mê thì mới gọi Phật là vô thượng giác được. Thế thì bây giờ các vị hỏi tôi cho Phật Thích Ca giờ ở đâu vậy hả? Các vị hỏi không? Hỏi Phật Thích Ca giờ ở đâu à? Chết rồi ở đâu à? Các vị muốn hỏi cái đó không? Nếu mà các vị không hỏi thì tôi hỏi các vị giờ Phật Thích Ca ở đâu, các vị nói tôi nghe thử. Tôi thiền định cái đó, tôi bừng sáng ra, thấy tứ thật là, họ nói rằng tứ Phật thật là ai? Phật Thích Ca là Phật nào cũng vậy, gọi là từ bi vô lượng, thương tất cả chúng sanh như là con một vậy, thương tất cả chúng sanh bình đẳng như con một, kể cả là năm châu, bao nhiêu màu da, bao nhiêu chủng tộc, mình gọi là năm châu bốn biển, tất cả chúng sanh trong bốn biển năm châu thương như con một. Cho nên giáo lý của Đức Phật nếu đem ra mà trang trải là trang trải bình đẳng cho tất cả chúng sanh, ai nghe ai học ai tu đều có khả năng giác ngộ giải thoát giống nhau. Chỉ trừ những người không nghe không học không tu thì không được hưởng cái gia tài đó, tại vì ông cha ông cho mà mình không lấy, mình không xài, mình không nhận thì đương nhiên là mình không có được hưởng thôi. Chứ ông cho bình đẳng mà mình lấy, mình nhận, mình xài, khai thác cái vàng cái bạc cái sự nghiệp đó thì mình hưởng bình đẳng giống nhau. Đó là kinh Pháp Hoa nói đó. Rồi bây giờ tôi nói cái Phật tánh, cái bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng của Phật Thích Ca bây giờ, các vị để ý cái này mà tư duy nha. Thích Ca niết bàn rồi không hề có đi lên cái cõi nào để ngồi mà uống bia hay là uống trà cùng với chư Phật, không có. Mà mười phương chư Phật xưa nay khi mà còn có đệ tử để giáo hóa thì là ông Phật giáo hóa đệ tử mình. Mà khi ông Phật đó mà niết bàn rồi thì ông Phật đó sẽ lấy cái tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn thanh tịnh giống có của mình để trang trải cho tất cả chúng sinh, mỗi người chút, người chút, người chút. Cho nên Đức Phật Thích Ca có tất cả ở trong các vị bây giờ đây nè. 8 tỷ, hơn 8 tỷ người ở trên cái quả địa cầu này đều có, mỗi người có mỗi một chút của Phật Thích Ca thân thân, cái bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng chia cho mọi người hết rồi. Chứ mà họ Phật không có hiện một cái thân nào khác ở một cảnh giới nào khác để ngồi chơi xơi nước. Trong tất cả chúng ta ai cũng có một phần của Phật Thích Ca trong đó. Cái đó là gọi là gì? Là cái Phật tánh mà chúng ta sắp học ở đây. Cho nên Phật tánh không phải là cái tánh gì hết. Cũng giống như là hồi nãy tôi nói ba cái tánh của Duy Thức. Ba cái tánh của Duy Thức là không hề có cái nào có cái tánh. Kinh Viên Giác gọi là viên Như Lai Viên Giác diệu tâm, Như Lai Viên Giác tánh, tự tánh Viên Giác phi tánh tánh hữu. Gọi là tánh Viên Giác thì thật ra không hề có cái tánh gì. Đây nha, bài đây nè. Không khéo mình tìm Phật tánh đó, mình tìm một cái gì đó lớn nhỏ dài ngắn rộng hẹp vuông tròn cứng mềm màu sắc xanh vàng đỏ trắng, không bao giờ có Phật tánh là cái gì. Viên giác tự tánh thì tánh tánh hữu, cái tự tánh viên giác là không hề có tánh gì.
Kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên, gọi là Viên Giác, Viên Giác Diệu Tâm, gọi là Viên Giác Tánh. Còn như Kinh Đại Niết Bàn này nó gọi là Phật Tánh. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Tri Kiến Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là Thường Trú Chân Tâm. Không bao giờ ai tìm cái Thường Trú Chân Tâm là cái gì. Nên là học Kinh Lăng Nghiêm là để tìm cái Thường Trú Chân Tâm để mà trở về đó đó. Nhưng mà hỏi nó là cái gì? Dáng vẻ, kích thước, trọng lượng, màu sắc, không bao giờ Thường Trú Chân Tâm là có trong những cái đó. Cũng như đây nói Phật Tánh thế nè, đừng có mong tìm Phật Tánh màu sắc gì, kích thước nặng nhẹ ra sao, quy mô cao thấp thế nào, cứng mềm, rộng hẹp, không bao giờ có. Do vậy cho nên ông Sư Tử Hống muốn tìm thấy cái Phật Tánh của chúng sanh làm sao có được. Tánh Viên Giác không bao giờ tìm có được. Thường Trú Chân Tâm không bao giờ ai tìm thấy nó là cái gì được. Kinh Đại Niết Bàn này nó là Phật Tánh cũng không bao giờ thấy được của nhau. Nói như vậy các vị hỏi tôi rằng vậy thì không có ư? Không phải không có. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nên học là tất cả các pháp đều vô tánh. Tất cả các pháp đều vô tánh. Sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do miễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Học về duy thức, ba cái tánh duy thức không hề có tánh. Tánh biên kế không hề có tánh, tánh y tha không hề có tánh, tánh biên thành thật cũng không hề có tánh. Học Kinh Niết Bàn gọi là Kinh Niết Bàn tự tánh, Phật tánh cũng không hề có tánh. Khi nói cái đó các vị sợ dữ lắm chứ, hoang mang lắm chứ hả? Đừng hoang mang. Không hề có tánh nhưng mà các vị có thể chứng được Phật tánh. Các vị có thể an lành hưởng cái niết bàn thanh tịnh bằng cái tánh Phật tánh thanh tịnh. Bây giờ tôi trở lại, tôi dùng cái thí dụ ngược cho các vị biết đây này nha. Các vị thấy tham sân si mạng nghi có tánh độc. Đấy, tôi dùng thí dụ ngược đó. Vậy mà tham sân si mạng nghi nó có làm cho các vị đọa cung cực đau khổ trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh không? Có. Đấy, mình phải thí dụ ngược, thí dụ xuôi để mình truy ra. Đố ai tìm trong người mình tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì. Cái gọi là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền, tham ngũ dục lạc, nó là cái gì, nó ở đâu, nó màu gì, nó nặng nhẹ ra sao. Đố ai tìm có. Vậy mà nó giết mình như trời, nó đưa mình đi trong vòng của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của tù tội, của tử hình cũng có. Mà hỏi cái tham là cái gì? Có ai thì có. Sân là cái gì? Si là cái gì? Mạng là cái gì? Nghi là cái gì? Không hề có. Vậy mà cái gì nào có cỡ nào nó cũng làm có được. Do đó cho nên là Quyền Giác Thiền Sư mới nói thực tánh vô minh tức Phật. Cái thực tánh của vô minh là Phật tánh. À, vô minh không hề có vô minh là cái gì. Cái thực tánh của nó là cái tánh thanh tịnh trong sáng mãn, mãn nhiên. Mà tư duy ta quán chiếu ngược lại, vậy thì cái Phật tánh thanh tịnh cũng tức là vô minh. Vô minh tánh, nó ở trong vô minh, nó cùng với vô minh không hề có khác. Câu này là học cái đại pháp thiền định mới thấy cái Phật tánh đó, nó không là
dáng vẻ gì, màu sắc gì, nặng nhẹ gì, quy mô cao thấp gì, cứng mềm rộng hẹp gì, không hề bao giờ có. Đừng tìm cái Phật tánh để mà đòi hỏi, để thấy gì cả. Ông sư tử hống đây là ông nói, nếu chúng sinh có Phật tánh tại sao chúng con nhìn không thấy Phật tánh của chúng sanh? Ông hỏi vậy không được, ông chưa hiểu đấy. Ông có thấy phiền não vô minh của chúng sanh không? Không hề. Trong con người không ai thấy được. Vậy mà nó làm cho chúng sanh cùng cực khổ nạn. Do vậy cho nên các pháp không có tự tánh, mà do mình làm ra. Niết bàn cũng không có tự tánh, do mình làm ra niết bàn. Do cái tâm của con người làm ra niết bàn, do cái tâm của con người làm ra địa ngục cảm với chúng sanh. Cho nên bàn cũng không là cái gì. Thế là cuối cùng niết Phật tánh cũng không có tự tánh, mà niết bàn cũng không có tự tánh. Cho nên cái này là tôi nói đại chúng để ý này, về mà tu thiền phải tập nhân, tập nhận thức rằng vạn pháp không hề có tự tánh. Vì sao vậy? Vì nó huyễn, nó mộng, nó là bào, nó là ảnh, nó là lộ, nó là điện. Cho nên là hồi đời nhà Trần có cái ông nào vua Trần Thái Tông Nhân Tông gì đó, hay là Tam Tổ Túc Lâm gì đó, sáng tác ra cái câu thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Có người người ta hỏi cái câu đó ý nói cái gì, thì tôi mới nghiệm ra cái câu đó nó có ý nghĩa rất là ngàn con sông mà có nước trong thì có cả ngàn mặt tranh hiện. Ở đây tôi không nói sông, sông cả ngàn sông cũng ít lắm. Tôi nói là một ngàn tỷ cái tô nước trong thì có một ngàn tỷ con tranh hiện. Chứ không phải là thiên giang. Thiên giang là ngàn con sông có nước trong, là ngàn mặt tranh hiện. Tôi nói một ngàn tỷ cái tô, ngàn tỷ cái chậu nước trong thì có ngàn tỷ tranh hiện. Vạn lý vô vân, vạn lý thiên, muôn dặm không có mây là muôn dặm trời. Nếu mà không có mây kéo, hay mưa kéo thì mình đi tới đâu là mặt trời hiện ra ở đó. Và mình đi tới đâu là trời xanh hiện ra tới đó. Trời xanh và nắng sáng, mặt trời hiện ra tới đó. Tại sao vậy? Rồi hãy có mây thì mây kéo, mây đen kéo thì mặt trời không có. Rồi nước mà không trong là tranh không hiện. Một tỷ cái chậu nước trong thì một tỷ cái mặt tranh hiện. Mà đọc hết một tỷ cái chậu đó, cái chậu nước đó, thì một tỷ cái mặt tranh nó đi đâu? Nó đi đâu? Nó không có đi đâu hết. Vậy mà mất thì nó mất ở đâu? Không có mất ở đâu hết. Nó không có rơi vào đâu hết. Nó không có ối động mà nó tụ tập về một chỗ nào cả. Đóng có đóng mặt trời không có. Tại sao vậy? Tại vì nó là huyễn. Tại vì nó là huyễn. Đức thiết hữu diệu pháp như mộng, huyễn vào ảnh như lộ diệt như, thì là huyễn. Cho nên là cả tỷ cái mặt trăng ở trong chậu đó, khi mà đổ hết chậu nước rồi là mặt trăng không còn cái nào. Là tại vì nó là huyễn cho nên nó không có thực tánh. Hãy có nước trong thì có nó hiện, mà không có nước trong thì
thì không có đó. Do vậy cho nên là thấy có mà cái đó là không có, không có mà có. Thế là cái cuộc đời của mình đây cũng vậy. Cuộc đời của mình là mình sống một là mộng, hai là cái thực tế mà mình sống đây, kinh điển thì gọi là tưởng. Thật sự nó không có thật. Do vậy cho nên tôi mới nghĩ tới một cái vấn đề nữa. Tôi nói cái này nó đi xa quá. Tôi tin rằng là các vị không có đủ thời giờ để các vị tư duy đâu. Mà các vị muốn đi sâu vào đạo Phật là các vị phải tư duy, tu thiền định, không vội vã. Vội vã mình đòi mình nhận thức một lần, mình biết một lần khó lắm, có thể nói là không được nữa. Nhưng mà nếu các vị chịu có tư duy, các vị sẽ thấy cái chân lý đó. Tôi trở lại cái vấn đề mà Đức Phật Thích Ca hồi nãy. Đức Phật Thích Ca mà khi mình niết bàn rồi thì nó còn cái gọi là cái pháp thân Phật. Pháp thân Phật là cái gì? Là chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh, bản nhiên bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm của vũ trụ bao la. Thế thì cái tánh đó nó len lỏi vào ở trong tâm khảm của tất cả mọi người của chúng ta. Chứ Phật Thích Ca không còn là một cái ông mà để ngồi hưởng thụ ở trên cảnh giới nào khác. Nó giống như là bao nhiêu mặt trăng mà hiện ở trong thế, cả hàng ngàn ngàn triệu triệu cái tách nước kia vậy. Để có cái tất thì có trăng, có trăng hiện. Cái tất bể thì không có trăng hiện. Có một con người thì cái Phật tánh nó tác động vào. Không có con người thì giống như không có cái chậu nước thì không có cái mặt trăng hiện. À, có chậu nước thì có mặt trăng. Có một con người có cái Phật tánh đó, nó hiện vào. Do vậy cho nên Phật Thích Ca khi mà niết bàn rồi đó, thì cái quyển thân, cái ngũ quẩn thân của Phật vẫn hư hao mất mát và tan rã như tất cả mọi người khác, không có cái gì khác hết. Vẫn tiêu ma, vẫn hoài diệt, nhưng mà còn cái tánh gọi là pháp thân đó, cái đó không bao giờ mất. Cái ngũ quẩn này là tiểu ngũ quẩn, cái vũ trụ là đại ngũ quẩn. Tất cả cái gì có trong vũ trụ đều có trong thân này. Thân này mà tan rã chết mất đi thì nó hòa tan, nó trở về với vũ trụ. Cái đó là cái của chung, gọi là cái mặt tánh là cái của chung. Nó giống như là tăng trên trời là cái chung của một cái. Chỉ khi nào có một tánh nước trong thì có tăng hiện vào, còn không có nước trong thì không có tăng vậy thôi. Khi nào có một cái thứ không là cái của chung, cái tự tánh thanh tịnh chung tạo ra được cái loại này thì có cái khoảng hư không vào đây ngay tức khắc. Tạo ra một cái như cái tánh này thì có hư không vào ngay đây ngay tức khắc. Tạo ra cái dáng giống như cái bình này, dở nắp ra thì có cái khoảng hư không vào ngay đây tức khắc. Mà cái hư không nó giống như cái diện tích của cái bình. Thế thì cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên đó, nó cũng không là cái gì, nó là cái của chung của nhân loại. Vì vậy cho nên là khi mà cái thân của quẩn này mà tan đi, cũng giống như cái thân của quẩn của Phật Thích Ca mà tan đi đó, thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên của gọi là pháp thân đó, nó
nó vẫn trang trải, nó hòa tan vào trong mọi trong tất cả chúng sanh. Mà cái đó thì không làm sao mà bảo rằng cho thấy rồi mà thấy được hết. Giống như phiền não vô minh của tất cả 500 người đây, không ai thấy phiền não vô minh của ai được, thì làm sao mà thấy cái Phật tánh của nhau được? Phật tánh không là cái gì hết, không có tự tánh. Tất cả giảng pháp đều không có tự tánh nha, à, chúng nhớ cái đó nha, đều không có tự tánh. Tánh của phiền não vô minh cũng không có tự tánh. Cho nên các vị về, khi nào các vị mà biết tu thì các vị tâm hồn các vị thanh tịnh được, an lạc được, giải thoát được đấy chứ. Tại sao vậy? Tại vì vô minh không có tự tánh. Cho nên nếu mà các vị mà có chánh niệm, có nhất tâm, có chánh niệm hướng thượng, thì các vị có ăn lành hạnh phúc liền. Cái vô minh kia đố ai kiếm có. Ngược lại cái gọi là Phật tánh cũng không có tự tánh. Cho nên nếu mà gặp thầy lành, thầy không tốt, bạn xấu mà nó rủ rê, mê tha, trụy lạc, nhậu nhẹt, chơi bời quan phí, thì tự nhiên là nó sinh ra cái đau khổ. Và cái đau khổ đó không, vốn không hề ở đâu có, vậy mà mình làm ra đau khổ được. Tại vì sao? Tại vì cái vô minh phiền não khổ đau cũng không có tự. Cái đó các vị về, các vị để quán chiếu đi, tư duy đi, rồi tự mình cải tạo cái cuộc đời của mình, chứ không có ai hết. Tu hành là mình cải tạo, là mình xây dựng. Cho nên cái ông Tổ Quy Sơn gọi là kim sanh tiện tu quyết đoán tưởng liệu bất do việc nhân. Sống trong cuộc đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ không do ai khác. Các vị tu thiền đi, tư duy quán chiếu đi, các vị nghe là muốn đi trên con đường an lành giải thoát thì các vị đi. Mà con đường đó lúc nào cũng thênh thang sẵn có. Ngược lại nếu mà không khéo chúng ta đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh tù tội tra tấn giết chóc cũng do ta, mà cái đó cũng không có cái gì để lôi kéo để bắt chúng ta. Vì các pháp tự tánh mà, không có tự tánh mà. Do vậy cho nên là bây giờ ở tại giảng đường này, chúng ta thanh tịnh tâm hồn chúng ta thì chúng ta có những bạn an lạc đó chứ. Hiện giờ ở đây có ai nào khổ gì đâu. Đang để tâm mà nghe kinh, mà tư duy, mà nhận thức thử coi. Chưa kể là tu thiệt nha, nghe thử thôi. Mà các vị đã không có nào khổ rồi. Không có cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi. Không có phẫn hận phu não tạng sang. Chỉ là nghe thử thôi đó, chứ phải là tu đấy. Mà các vị đã không có cái đó rồi. Các vị chưa biết gì về tham sân si mạng nghi tác động hoàn thành như thế nào, mà các vị đã xa lìa được nó trong thời gian này rồi. Muốn chi là các vị nhận thức được rằng tham sân si mạng nghi là nguyên nhân của sanh già bệnh, của ái biệt ly, của cầu bất đắc khổ, của muốn ấm xí thành khổ, của quán tánh hội khổ. Các vị nhận thức được nhân quả của khổ đế tập đế đàng hoàng thì các vị thấy nó rất là rõ ràng. Mà mình thấy cái nhân của khổ đau là mình bỏ nó đi thì mình có được cái nhân an lạc, được cái quả an lạc. Do vậy cho nên là các pháp không có tự. Vì không có tự tánh cho nên ở trong con người của chúng ta tự mình định đoạt số phận của mình, gọi là tu hành. Gọi là tu hành là mình cải tạo cái xấu mình bỏ, xây dựng cái đức tính an lành thanh tịnh để rồi mình hưởng. Nhớ một điểm là các pháp không có pháp nào có tự tánh, kể cả Phật tánh cũng không có tự tánh. Bởi vì nếu Phật tánh mà có tự tánh thì tôi phải thấy Phật tánh của các vị phải thấy Phật tánh của tôi chứ. Nhưng mà Phật tánh không hề có tự tánh. Không hề có màu sắc, không hề có hình dáng, không hề có kích thước,
không phải có quy mô cao thấp, không hề có rộng hẹp lớn nhỏ. Hay là cái chỗ này nè. Do vậy cho nên bây giờ đây tất cả chúng ta ý thức rằng các pháp không có tự tánh thì về tự mình thay đổi cái đời sống của mình, thay đổi cái tâm của mình. Nói là tâm là nói vậy thôi, tại cần phải mượn cái từ tâm mà nói. Cái tâm cũng không hề có tự tánh, học cái chỗ đó mà đến cái chỗ đó. Vì lại nói rõ chứ không phải tôi bày đặt đâu. Nó là tâm chứ không có phải tâm mà gọi là tâm. Như là thuyết chư tâm gia như phi tâm thể danh vi phi tâm. Như là nói rằng tâm chứ kỳ thật là không có tâm gì hết mà gọi là tâm vậy thôi. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tu tập cần sửa đổi cái tâm là cái tâm nào cũng không có, tâm cũng không có tự tánh mà gọi là tâm vậy. Hay vô cùng. Cho nên đòi hỏi mẹ Như Lai chỉ cho con thấy được cái Phật tính của chúng sanh làm sao có. Tự đặt ra, thầy trò tự đặt ra để mà dạy cho chúng ta một bài pháp ghê gớm như thế. Đấy, bây giờ các vị tự đặt ra, tiền não của mình các vị có không? Hoàn toàn không có. Vậy mà nó làm cho chúng sanh cùng từ khổ đau vừa vừa cho tới khổ đau cùng cực cỡ nào cũng có. Vậy thì cái biển não đó ra sao? Không hề có. Do vậy cho Niết Bàn cũng vậy. Từ cái địa vị trời Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật cũng vậy. Cái tự tánh mà để làm ra cái đó cũng không hề có là cái gì. Kể cả Phật tánh cũng vậy. Vậy mà biết sử dụng nó là nó làm cho chúng ta sướng, nó làm cho chúng ta hạnh phúc an lành từng ngày một, từng giờ một trong cuộc sống này. Thành ra bữa hôm nay là tôi muốn nhắc cho các vị cái câu hỏi ghi gớm đó. Nếu tất cả chúng sanh có Phật tánh theo lời Phật dạy thì lẽ ra tụi con phải thấy Phật tánh của chúng sanh chứ. Như là dạy thế nào, giải quyết thế nào vấn đề đó? Cái bài học này là tôi tóm tắt đó. Nó đã dài dài mà tôi tóm tắt cái đó, đó. Các pháp không hề có tự tánh. Cả duy thức học của nó sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự như tánh, hậu do nghiệp ly tiền sở chấp. Cả pháp tánh, cái tánh viên tật tật cũng không có, tánh biến kém cũng có, tánh đi tan cũng có. Do bị biến kém, biến kém chủng chung vật thử, biến kém sở chấp, tự tánh vô sở, vô sở hữu. Ý ra khởi tự tánh phân biệt duyên sát sanh viên thật thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh. Chỉ thức học tôi nói mình học rồi, cái này mình học chỉ thức học rồi mình học kinh rồi mình tư duy rồi mình thấy nó rõ lắm đó. Các vị nghe tôi biết còn khó là vì các vị đâu có thời giờ, nhưng mà muốn cởi mở những vấn đề đó là các vị cứ nghe từ từ rồi các vị phải tập thiền định dứt khoát. Chứ đừng có lại lũng giang xin cầu nguyện gì hết. Đừng có dạy dục mà làm cái đó. Người ta tạc tượng về đó, mình mua đem về cái thì mình đặt là ông mà. Rồi mình lại cái ông đó. Bỏ ra mấy triệu bạc mua cái ông đó. Đem về lại. Lại cái gì? Cái gì ở trong đó? Cho nên hồi xưa cái chuyện mà tôi nói cũng lâu nay rồi đó. Phật đá không đổ được búa, Phật gỗ không đổ được mối, Phật tượng cốt bằng gỗ đó, Phật đồng không đổ được lò, Phật giấy không đổ được cái con hai đuôi à. Thì Phật ở đâu trong đó? Lại lục để được cái gì? Thành ra phải tu thiền. Và tu thiền thì phải có đối tượng. Chứ tuyệt đối không có tu thiền mà gửi gấm tâm hồn ở trong Ngọc Hoàng Thượng Đế, Diêu Trì, Kim Mẫu, Thái Cực, Tiên Ông, Thái Bạch, Kim Tinh, vân vân. Cái đó là không phải đâu, cái đó là tiểu thuyết đấy. Đừng có tưởng tượng gửi gấm tâm hồn như vậy. Đó là quyến hoặc, đó là quan đường.
đó là ấu trĩ ngây thơ. Còn cái thiền của đạo Phật là hoàn toàn có cơ sở. Anh dựa trên đây, kinh hết sức ngắn ngủi, đa dục di khổ sanh tử bì lao. Anh lấy cái đó làm cái đầu đề tu thiền đi, coi có đúng không. Người nào đa dục, coi có phải thật sự là bị khổ không. Mỏi mệt vô cùng là tại vì đa dục. Tôi nói ví dụ như nãy đó, cái là ai có 3 tỷ thôi, là mỗi một tháng ngồi không mà lấy 18 triệu, tôi cho là 6 phần lời đấy. Thế thì bao nhiêu đó xài quá ngon rồi, mà anh kiếm cả ngàn tỷ là sao. Rồi để rồi anh ở tù, anh ở tù là anh quán trời tính người. Đâu có, trời đâu có bắt buộc anh ở tù, người ta đâu có bắt buộc anh ở tù. Tại vì anh đa dục cho nên anh khổ thôi. Chưa kể là người ta làm lao động một tháng có 1 triệu bạc thôi mà người ta vẫn sống gia đình ta hạnh phúc cơ. Có người ta 700 ngàn thôi mà ta cũng sống hạnh phúc được, ta có an lạc được cơ. Còn nói chi thì anh có 3 tỷ mà anh lấy là 18 triệu bạc trong tháng mà anh không thỏa mãn, là anh kiếm cả ngàn tỷ, cả trăm tỷ để anh lừa đảo, anh dịp biệt của nhân dân, của nhà nước, thì làm sao mà anh không khổ được. Thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Người ta sống 500 cũng sống được mà. Có người ta sống 500 mà ta cũng 60-70 tuổi như thường, 500 ngàn tháng. Có người 300 mà ta cũng sống được. Đấy. Cho nên là tôi nói như vậy là đại chúng là tu thiền đi rồi các vị thấy. Cái không tu thiền là các vị không có thấy đâu. Hết giờ. Khó lắm rồi nha. Chúng sanh vô biên.